Đức Phật dạy chúng ta từ luân lý, từ đạo đức, từ nhân quả. Cao cấp hơn là những gì hiện nay chúng ta thấy như triết học, khoa học. Phật giáo không đề xướng những điều quái dị. Người thế gian, người trong nước hay nước ngoài đều như nhau, có thể nói không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, đều có tâm lý thích điều lành tránh điều dữ. Đây là hiện tượng phổ biến. Lành dữ hòa phước, ai không quan tâm? Nghe tin có người biết chuyện tương lai, nhất định nghe ngóng thử xem đây rốt cuộc là thật hay là giả. Không ai có thể bảo đảm cho quý vị. Đức Phật đối với vấn đề này nói rất rõ ràng, rất minh bạch, nói với quý vị về những nguyên tắc, nguyên lý này. Chỉ cần quý vị thật sự thấu triệt, nắm bắt vững vàng thì không cần hỏi han gì, cũng không cần nghe bất kỳ ai đồn thổi bậy bạ. Hỏi khởi tâm động niệm của bản thân, vì sao vậy? Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Như vậy có lý hơn. Chúng ta tâm chánh, ngôn chánh, hành vi chánh, đời này quý vị viết tường như ý, không có thiên tai. Nếu tâm không chánh, ngôn ngữ hành vi bất chánh, không thể tránh được thiên tai. Vì sao vậy? Trong kinh này nói rất rõ ràng, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển, đều do tâm mình tạo ra. Quý vị dùng tâm niệm Phật sẽ đến thế giới cực lạc làm Phật. Quý vị niệm Bồ Tát sẽ trở thành Bồ Tát. Niệm như thế nào thì hiện ra như thế. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Đây là chân lý, là điều chân thật, không phải giả.